sự yêu thích trên trang cá nhân. Vậy còn điều gì người ta chưa biết về bạn? Em từng là nạn nhân của việc miệt thị về ngoại hình và bị tổn thương. Tổn thương nặng nhất bạn đã lãnh nhận về mình là gì? Em nhịn ăn liên tục và uống thuốc giảm cân đến mức nhập viện trong tình trạng kiệt sức. Vậy hiện nay tình hình của bạn thế nào rồi? Em ăn uống lành mạnh và truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ khác về lối sống hiện tại. Truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ với một người đã từng bị miệt thị về ngoại hình của mình. Đó là câu chuyện của nhân vật ngày hôm nay. Và chúng ta vui mừng chào đón nhân vật ngày hôm nay xuất hiện tại Khoảnh Khắc Cuộc Đời mùa thứ 3. Xin giới thiệu Thu Nhi. Chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện với sự tài trợ của chuỗi nhà hàng ẩm thực Trần. Xin gửi lời chào bình an đến quý vị. 24 giờ trôi qua, chúng ta lại có dịp gặp nhau để chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa cuộc đời. Đây là khoảnh khắc cuộc đời, chúng ta đang bước về năm thứ 3. Và mỗi một ngày, chúng tôi luôn luôn tìm những khoảnh khắc ý nghĩa để gửi đến quý vị. Ngày hôm nay, chúng ta gặp một cô gái xinh đẹp, trẻ trung. Xin chào Thu Nhi. Dạ, chào anh và chào mọi người. Khi mà nhìn cái hình dáng của em giờ, anh không tin là trước đây em bị miệt thị về ngoại hình. Dạ, em cũng không tin là ngày hôm nay mình có thể xuất hiện ngồi ở đây với hình dáng hiện tại. Có những điều là chúng ta sẽ không tưởng, nhưng mà nếu mà chúng ta làm chúng ta sẽ tưởng tượng được, đúng không? Dạ, em nghĩ là cuộc đời cho mình những cái khoảnh khắc tồi tệ để mình biết trân trọng những cái khoảnh khắc hiện tại, bây giờ tuyệt vời. Em nói cứ như là một triết gia. Trên mạng nhiều khi em cũng chia sẻ những cái triết lý của bản thân và cũng tạo động lực cho rất là nhiều bạn trẻ từ những cái câu nói của em á. Dạ. Anh nghĩ là như vậy, tại vì nó có tính đúc kết, tại vì mình đã trải qua rồi. Dạ. Mình đúc kết thành một câu ngắn gọn, coi như là một cái định hướng lúc trong rất nhiều khoảnh khắc mà em đã đi qua. Thì nếu mà nhớ một khoảnh khắc nhất ngay lúc này thì em sẽ nhớ đến điều gì? Ngày hôm đó em uống thuốc giảm cân và tự nhốt mình trong phòng, kiểu em mệt nhưng mà em không nói với ba mẹ em. Ba mẹ em lại nghĩ là em học bài ở trên phòng. Thì liên tục một ngày không ai phát hiện ra. Và cái lúc mà ba mẹ em phát hiện ra trên phòng thì chân tay em đã cứng đờ rồi. Nước mắt em cứ chảy và em cảm thấy cơ thể của em không thể nào nhấc được cái điện thoại để gọi cho ba mẹ em. Thì cái khoảnh khắc mà ba mẹ gõ cửa lên phòng và ba cõng em xuống cầu thang, lưng của ba ướt đẫm, còn mẹ em thì trước giờ luôn là người phụ nữ mạnh mẽ, em chưa bao giờ thấy mẹ khóc. Nhưng mà khúc đó mẹ nắm tay em, con đừng có chết nha, con mà có chuyện gì thì ba mẹ không có sống yên được đâu. Và cái khoảnh khắc mà giữa cái sự sống và cái chết, em cảm nhận được tình thương của ba mẹ mình quan trọng hơn tất cả. Mà tại sao mình vì cái ngoại hình mà mình lại đối xử với bản thân mình như vậy, rồi người đau nhất là ba mẹ mình chứ đâu phải là những cái người khác nhìn vào cuộc sống của mình, nhìn vào ngoại hình của mình mà đánh giá đâu. Em nhận ra là em phải làm điều gì đó để khiến ba mẹ tự hào về mình hơn. Và khi đó em bừng tỉnh. Anh đang mường tượng lại cái không gian đó, anh cũng cảm thấy rùng mình. Nếu dạ. mà anh là những bậc cha làm mẹ, nhìn thấy con gái của mình như vậy. Thật sự, ai cũng có bồng bột và em không tin được là có cái thời gian mà em uống thuốc giảm cân liên tục mà em nhịn ăn điên cuồng đến mức mà em không còn nghĩ gì với thời gian nuôi nấng của ba mẹ, em không còn nghĩ tình yêu thương của ba mẹ, em chỉ nghĩ tới ở bạn bè đã từng chê mình như thế này và mình phải thay đổi ngoại hình, mình phải ốm, mình phải đẹp. Mục đích cuối cùng là làm sao giảm cân để dạ. đẹp. Đúng rồi, em chỉ muốn đẹp thôi, em không nghĩ gì tới ba mẹ em hết. Bây giờ nha, bản thân em quan niệm lại là người phụ nữ trong mỗi một giai đoạn họ sẽ cần những cái khác nhau. Cái thời gian mà em còn nhỏ đó thì em nghĩ là đẹp nó là tất cả. Nhưng mà khi bây giờ em lớn rồi em mới nghĩ là đẹp thôi chưa đủ, thông minh, sắc sảo, tinh tế và thành công. Rất là nhiều yếu tố để cấu thành một người phụ nữ. Đương nhiên rồi, có vẻ đẹp thì nó sẽ có lợi thế, nhưng không phải là tất cả. Dạ. Nhưng mà nó không chỉ là câu chuyện của em, mà nó là câu chuyện của đâu đó chúng ta vẫn gặp. Khi mà mình chính là nạn nhân đó, mình thoát ra bằng cách nào? Thật ra thì thế giới xung quanh em mọi người còn rất là tuyệt. Đi học thì bạn bè cũng không có phải là chọc tới cái mức mà khiến mình phải tuổi thân bỏ học đâu. Nhưng mà các bạn giỡn, các bạn rất là quý mình. Nhưng mà các bạn hay chọc là cái con chân voi, rồi Ê Nhi mọc tới kìa, hay thầy cô trong lớp không có gọi em bằng tên Thu Nhi đâu. Thầy rất là thương em, nhưng mà câu đầu tiên thầy tới lớp, thầy bước vào đầu tiên là Nhi béo phì.
mọi người kiểu thương thì thương, nhưng mà chọc cái kiểu mà mình rất là tổn thương, và bạn bè cũng như vậy. Cho tới hồi mà em học sinh viên năm nhất, năm hai, thì em có đi làm thêm ở một cái nhà hàng tiệc cưới. Và cái hồi đó thì anh biết những cái bạn khánh tiết mà đứng ở bên ngoài á, rất là xinh, thì em mới làm phục vụ ở bên trong thôi. Và hôm đó có một bạn khánh tiết không tới được, cái người anh quản lý mới vào nói là trong cái đám phục vụ ai có thể đứng được ở đó. Thì mấy bạn mới nói là ồ, Nhi mặc xinh kìa, Nhi ra đứng. Anh nhìn em xong anh kêu là nhưng mà nó không mặc vừa đồ. Ở cái khoảnh khắc đó em bị đau, mà cả ngày hôm đó em làm mà nước mắt em nó rớt luôn á. Tiếp theo một cái khoảnh khắc nữa là em có một mối tình đầu cũng khá là lâu, nhưng mà sau cùng em nhận ra cái lý do để người ta rời bỏ mình, người ta phản bội mình trong âm thầm. Và sau cùng khi mà em biết chuyện á, thì họ chỉ trả lời em một câu thôi: em rất là tốt, tốt tới mức mà anh không biết phải chia tay em như thế nào. Tức là người ta đã chán ngấy cái ngoại hình mập của em mà em không có chịu thay đổi. Tức là cái khoảnh khắc mà em nhận ra là càng lớn ngoại hình nó càng quan trọng á. Tới mãi tới đại học năm 3 mới bắt đầu tìm đến con đường ăn uống và tập luyện, và em đã thay đổi mình. Trở lại một chút thì anh có cảm nhận như vậy là rõ ràng là trong việc mà làm tổn thương người khác á, nó có hai vấn đề. Một là mình cố ý, nhưng rõ ràng là có những cái điều là cũng vô ý. Thật ra bây giờ chúng ta vẫn nghe điều đó mà. Có thể bố mẹ hay người thân gọi con mình đúng không? Dạ. Con béo này kia đó, người ta cũng không quan tâm cái người mà đang được nghe câu đó. Chỉ là mình nghĩ là mình nói vu vơ theo cách, có khi là nói yêu nữa. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta phải hiểu được cái người đón nhận cái điều đó, họ cảm nhận thế nào qua ngày tháng. Em có nói là rõ ràng là ngoại hình nó quan trọng, nhưng mà anh cũng có được làm việc với một số người ở nước ngoài. Anh có mấy lần anh để ý nha, rõ ràng là cái ngoại hình họ cũng không được như họ mong muốn, họ biết luôn. Nhưng mà qua công việc á, anh thấy họ rất là tự tin. Đúng. Và cuối cùng anh chỉ nhìn vào công việc thôi. Đương nhiên như em nói, nếu mà chúng ta thay đổi được cả nghĩa bóng đen là mình sức khỏe mình tăng lên này, mình đúng, tự tin hơn này. Đúng. Và mình làm cho cuộc sống đẹp hơn, tại sao mình không làm? Đúng. Mình phải nhận biết là cái điều đó. Khi mà mình đi ra ngoài ngoại hình mình tốt hơn thì cảm nhận mình cũng tự tin hơn, và mình làm việc nó cũng sẽ tốt hơn kiểu nhưng vậy. Mà mình phải có một cái chia sẻ thẳng thắn như vậy. Có những người họ không làm được bởi rất nhiều lý do. Thí dụ như có những bà mẹ sau khi sinh nở là bởi vì họ yêu con của họ, họ muốn cho con của họ. Yeah. Và có những người ở trong những hoàn cảnh nhất định họ cũng bị những cái căn bệnh riêng của họ nữa. Thì mình sẽ phải chia sẻ tất cả. Anh nghĩ là mình phải có góc nhìn rộng hơn. Đúng. Thật ra bây giờ mình phải thay đổi, có thấy ai nữa thì mình vẫn phải tôn trọng, bởi vì cá nhân đó là của họ, hãy tôn trọng. Còn mỗi người chúng ta nhận ra được là cần thay đổi cho nó đẹp hơn với cái cách của mình thì cứ làm. Sau những giây phút đó em đã tích cực thay đổi, trước tiên là thay đổi bản thân với gia đình đúng không? Dạ. Yeah. Và những điều theo sau đó là gì? Em thay đổi bản thân đã từ rất là lâu rồi, nhưng mà thời gian nghỉ dịch là 4 tháng trước, em bắt đầu tham gia mạng xã hội. Thì em mới lướt một cái mạng xã hội là TikTok. Em thấy mọi người quan tâm tới cân nặng và hình thể quá nhiều, và rất là nhiều người đi sai hướng, họ giảm cân bằng những cái cách rất là tiêu cực. Thì em mới bắt đầu chia sẻ cái quá trình giảm cân của em trên mạng xã hội. Và cái điều tích cực tiếp theo là từ những cái chuyện mà em nghĩ là em chia sẻ nhỏ bé và nó vui vui thôi, nhưng mà không ngờ là em cũng đã làm được rất là nhiều người thay đổi. Và đó là cái khoảnh khắc mà em thực sự rất là vui luôn á. Anh cũng cảm thấy cái niềm vui đó đang lan tỏa tại sân khấu này. Dạ. Thật sự mà nói, trên cái nền tảng xã hội hiện nay thì quá quá nhiều chia sẻ đúng không em? Dạ đúng rồi. Vậy thì đâu với là cái chia sẻ mà nó có lợi ích thật sự? Anh thấy bây giờ mở ra thì muôn vàn đúng không? Đúng. Có khi người này á, điều mà họ nói mà họ lấy ở đâu mà nói như thật vậy? Thông tin trên mạng chia sẻ rất là nhiều luôn. Có rất là nhiều phương pháp giảm cân mà em lướt thấy mà nó rất là có hại luôn á, mà mọi người vẫn mù quáng và tin theo. Thì em mới bắt đầu chia sẻ phương pháp của em và tất cả mọi người, em thu hút được họ. Bởi vì cái này là em nói theo cái câu của những bạn nhận xét về em thôi nha. Bởi vì sự vui vẻ, tích cực và năng lượng của em, và câu slogan của em tạo thương hiệu đó là giảm cân mà vẫn vui vẻ và đầy năng lượng, theo dõi Nhi nha. Em cũng lập được một cái nhóm trong thời gian 3 tháng thôi, gần 50.000 thành viên, và rất là nhiều sự thay đổi trong đó, tuyệt vời lắm luôn á anh. Cái quan trọng nhất là sau khi theo dõi em là họ có thay đổi theo hướng tích cực. Có, họ không giảm được cân, họ vẫn vui. Bởi vì những cái chia sẻ của em nó rất là hài hước, không giảm được cân họ vẫn vui. Ok, bạn có thể giảm được cân hoặc bạn không thể giảm được cân, nhưng bạn phải yêu bản thân mình. Em nói với họ nhiều về cái khoảnh khắc mà sự yêu thương, chứ không phải là bạn đẹp khi mà bạn 50kg, bạn đẹp khi mà bạn 45kg. Không phải, bạn đẹp khi mà bạn yêu bản thân mình. Đôi khi cái sự chân thành nó làm cho người ta gần mình. Anh nghĩ vẫn là chất lượng của cái bài nói vui vui chứ.
thực sự là họ vẫn thấy cần thiết. Chúng ta thử ghé qua trang cá nhân của Thu Nhi để xem là cái sự chân thành như thế nào nhé. Là Nhi, hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người một cách mà mình đã áp dụng để có thể đốt tiêu hao nhiều năng lượng hơn qua những hoạt động thường ngày mà mình đã áp dụng nhé. Cách thứ nhất, đi chợ bằng đi bộ và chọn cửa hàng hoặc chợ xa hơn nhà mình. Cách thứ hai, khi đi chợ hoặc cửa hàng chỉ mua đúng những gì mình cần dùng trong buổi tối hôm đó và sáng ngày mai. Ngày xưa Nhi có thói quen là đi chợ hoặc là siêu thị, Nhi sẽ mua tất cả để bỏ vào tủ lạnh để nghĩ là khi nào mình cần sẽ có liền. Nhưng không, đó sẽ gây ra cho Nhi một cái cảm giác là ở trong tủ lạnh mình có cái đó và mình muốn ăn, đạt dư thừa năng lượng mà mình không tự ý thức được. Cách thứ ba, luôn tự làm khó bản thân. Các bạn có thể thấy là trên cái video này chỉ cần Nhi quẹo phải là sẽ tới nhà Nhi, nhưng không, Nhi chọn cách đi thẳng và đi lên một vòng tròn trái đất nữa mới tới được cái điểm nhà Nhi. Rồi khi mà đã tới được nhà rồi, bấm thang máy, bấm số tầng là có thể lên nhà mình. Nhưng không, Nhi chọn cách đi thang bộ. Mỗi ngày như vậy Nhi đều đi thang bộ ít nhất là 3 lần, và các bạn có thể không hình dung ra được đâu cái lượng calo mà các bạn tiêu thụ lặt vặt nó rất là nhiều bằng cái lượng cardio mỗi ngày đó các bạn ơi. Thử nhá. Quý vị thấy thế nào ạ? Có thấy chân thành gần gũi không ạ? Thì sau cái sự thay đổi một cách bất ngờ đúng không em? Thì em đã có chiến lược gì cho cái thời gian tới không? Dạ, em cũng nghĩ là mọi người thích em vì cái sự tự nhiên và chân thành, thì em cũng sẽ vẫn tiếp tục chia sẻ những cái vui vẻ, tự nhiên và chân thành, làm động lực nhỏ bé cho mọi người mỗi ngày thôi. Chứ em vẫn không nghĩ được điều gì lớn lao. Em nghĩ là những cái lớn lao nó tích góp từng cái nhỏ nhỏ nên là... Thật ra mà nói nha, về nguyên tắc của cảm xúc á, thì mỗi một ngày họ vẫn đòi hỏi cao hơn. Mỗi ngày cũng phải nghĩ là xây dựng nội dung gì để khiến mọi người hứng thú hơn với mình nữa. Anh Vinh có bao giờ gặp khó khăn về cân nặng không? Chưa có khó khăn, nhưng mà nói sao ta? Có một thời gian là anh rất ốm. Ốm mà gần như là nó không tương xứng với chiều cao của anh. Ví dụ như anh cao 1m76 đi, anh có 5 mấy ký à. Wow. Em cứ tưởng tượng không? Người thì ốm nhom mà, người ta gọi là vinh sậy á. Đây cũng là một khoảnh khắc rất là tuyệt vời. Ngày hôm nay nhìn anh chững chạc, cân đối. Đẹp. Thì thực sự là thì theo năm tháng thì mình có điều kiện hơn. Dạ. Nhưng mà lúc đó thì đúng là có một thời gian nha, anh rất mong anh bụng anh bự. Mong là tại vì mình nghèo. Mình mong là mình có cái ăn. Dạ. Và mình mong là cái dáng của mình nó đầy ra để mình có sức khỏe. Dạ. Cái mong như vậy thôi. Nhưng mà rõ ràng là khi nói về câu chuyện của cái thân hình của mỗi người đúng không? Thì mỗi người sẽ có một cái khác nhau. Nhưng mà cuối cùng là bản thân mình có cảm thấy cái điều đó là nó thích hợp chưa thôi. Hiện nay khi mà bố mẹ nhìn thấy em vui thì chắc chắn là sẽ hạnh phúc lắm rồi. Dạ. Hay gọi điện thoại cho em kêu là hôm nay đi gặp nhà bà A, nhà bà B gì đó, bà đó biết con rồi, con của bà cũng biết con rồi, ai cũng thương con, quý con, hâm mộ. Ba mẹ kể mà kiểu ba mẹ tự hào lắm. Em cảm nhận được trong những cái câu chuyện kể niềm vui của ba mẹ em á. Xong rồi mỗi cái bài báo mà em lên á thì ba mẹ em hay share về tường, kiểu như mà ba mẹ tự hào về sự thay đổi của em và em làm được gì đó cho ba mẹ em vui. Em thích lắm luôn á. Cuối cùng là cái niềm hạnh phúc của con chính là niềm hạnh phúc của bố mẹ. Dạ. Đến giờ phút này nha, em nhìn thấy những cái người mà tìm đến em á, họ cũng đã từng giống em. Em có gặp nhiều trường hợp đó, những cái hình ảnh của mình không? Em gặp rất là nhiều người bà. Ôi, em kể một ngày có biết bao nhiêu cái inbox, bao nhiêu cái tin nhắn để hỏi về cái cách giảm cân. Rồi họ cũng chia sẻ câu chuyện của họ. Có nhiều cái câu chuyện mà em đọc vào và em đồng cảm, em thương họ thật sự luôn. Nhưng mà họ có tiêu cực đến như em không? Em là một người chia sẻ lối sống lành mạnh mà họ hỏi em là loại thuốc giảm cân nào tốt, thì em nghĩ là họ đang quá là tiêu cực luôn rồi á. Họ chỉ hỏi em là làm sao để giảm cân nhanh, làm sao để một tháng giảm được 10 ký. Họ chỉ chia sẻ tìm một cái cách gì đó nhanh thôi. Khi mà bị mập thì ai cũng muốn xuống nhanh hết, nhưng mà xuống nhanh thì nó rất là nguy hiểm cho sức khỏe. Và em nghe cái chia sẻ của họ, em biết là họ đang thực sự rất là bế tắc và họ tìm tới mình. Một là tìm được đâu một cái phương pháp ăn uống tập luyện lành mạnh, hai là có người lắng nghe chia sẻ của họ. Nên là trước lúc làm việc xong mỗi ngày thì em luôn vào tin nhắn chờ để em đọc tất cả những tâm sự của mọi người. Bây giờ như vậy đi, có những người sẽ không có đi vào cái trang cá nhân hôm nay trên sóng truyền hình á. Dạ. Em gạch đầu dòng cho anh mấy cái nên và không nên đi. Nói về cái chuyện này thì về chuyên môn nó rất là sâu và xa, nhưng mà chúng ta cần phải biết cái lượng calorie cơ thể chúng ta cần để duy trì cái sự sống là bao nhiêu. Rồi sau đó chúng ta sẽ tới cái phần lựa chọn thực phẩm, hạn chế hết những cái phần mà chất béo không tốt, đường tinh luyện nó cực kỳ gây mỡ và xấu. Chỉ có thay đổi lựa chọn thực phẩm, ví dụ tinh bột chậm, ăn nhiều rau xanh, uống nhiều vitamin khoáng chất, nó kiểu là một cái lối sống rất là lành mạnh. Và nhiều người nghe vào sẽ kêu là làm sao mà giảm cân dễ như vậy được. Vâng, dĩ nhiên nghe thì nó đơn giản, nhưng ở đây nó là sự kiên trì và quá trình. Cơ thể cần rất là nhiều nhóm chất, cần 3 nhóm chất chính để hoạt động, nhưng mà nhiều người tiêu cực cắt hết tinh bột này nọ. Em không khuyên mọi người cắt bỏ một cái chất gì hết. Cơ thể chúng ta là một cỗ máy sống và nó cần hết tất cả, nhưng cần như thế nào là đủ. Ý nhớ là phải có sự kiên trì. Đúng, phải kiên trì. Em nói với mọi người là khi mà thiết lập cái chế độ giảm cân thì đầu tiên phải thiết lập cái mindset cho mình là
bạn đang không giảm cân, bạn tự nhiên ép mình vào khuôn khổ là cái não bộ nó sẽ sinh ra cái phản ứng ngược. Tức là nó sẽ càng khiến cho mình thèm những món ăn khác, tạo cái sự vui vẻ cho bản thân. Tới một lúc nào đó thì bạn không biết là bạn ốm xuống đâu. Đến cuối cùng mình làm cái gì á, mình phải có cái niềm vui ở trong đó. Dạ. Thì nó sẽ có động lực rất là lớn. Đúng. Bây giờ cái đó là chế độ ăn đi, cứ chi tiết cụ thể thế nào thì chúng ta phải có cái quy trình rất là dài, chứ không thể nói hai một câu. Nhưng vẫn phải kèm theo chế độ tập luyện đúng không? Dạ, thì ăn uống chiếm 70%, tập luyện chiếm 30%. Hôm nay chúng ta đã thấy nhiều câu chuyện tích cực hơn. Vậy thì hãy nói cho anh biết về mùa xuân đi nhỉ. Vậy thì chúng ta sẽ hứa hẹn gì của năm 2022? Với bản thân em có ước mơ hay nguyện vọng gì không? Em muốn 2022 em có thể làm được nhiều việc hơn, em có thể tư vấn cho rất là nhiều người hơn, để em có thể truyền động lực đó cho nhiều người. Và cảm giác một ngày 24 tiếng với em là chưa đủ, em vẫn làm chưa có đủ hết việc trong một ngày. Em ước gì 2022 bản thân của em có thể nhân đôi lên, để em có thể nói chuyện và giúp cho nhiều người hơn. Chúc mừng em khi mà cảm nhận được là cuộc sống, thời gian mình cần thiết cho mọi người và luôn luôn cảm thấy thiếu. Đó là lúc mình đang lao động một cách rất là say mê, nhưng vẫn phải giữ gìn sức khỏe. Dạ. Để đi một hành trình dài. Có một điều em làm chưa tốt đâu, đó là mọi người theo dõi trang cá nhân của em thì cũng không biết là có thời gian em làm việc nhiều quá xong em bị mất ngủ. Hãy nhớ rằng cái con đường mình đi nó không chỉ là một ngày mà nó một là hành trình. Dạ. Để có cái hành trình đó, mình cũng phải là cái người định hướng cho từng giai đoạn. Và càng thấy trách nhiệm của mình thì càng phải yêu thương bản thân mình hơn. Không có cái năng lượng thì sao mình cho được. Câu này của anh Vinh hay quá. Em phải giữ cái năng lượng. Em yêu thương mình chính là yêu thương người khác đấy. Dạ. Thật ra như có một lần em đã bị rơi xuống cái đó, em không yêu thương bản thân mình là em không yêu thương ba mẹ em rồi. Đúng không? Dạ. Và lỡ ở cái dịp đó không có sự xuất hiện của ba mẹ em thì em sẽ phải hối hận đến khi nào? Và ngày hôm nay có ít phút thôi, nhưng mà chúng ta thấy được là Thu Nhi đã làm cho chúng ta rất là nhiều cái nguồn năng lượng tích cực. Cô ấy đang cố gắng hàng ngày để làm những điều đó tốt hơn. Cảm ơn anh Vinh, hôm nay em cảm giác như em gặp anh Vinh nói chuyện em được nạp năng lượng ngược lại, chứ không phải là em đi cho đi nữa. Cảm giác như mà mình có năng lượng và được giải tỏa nhiều hơn á. Anh hy vọng bữa nào anh thiếu năng lượng anh cũng sẽ vô cái trang cá nhân của em để tìm những nguồn năng lượng mới. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Bây giờ khoảnh khắc cuối cùng này, anh chỉ xin em 30 giây thôi nói dành cho bố mẹ của mình. Mời em. Con hy vọng là trong tương lai con có thể làm nhiều khoảnh khắc để khiến ba mẹ vui hơn. Thật ra thì cả cuộc đời này ba mẹ vất vả nhiều về con rồi. Con chưa bao giờ mà nói cảm ơn ba mẹ vì đã cho con một cái thời gian nó quá là tuyệt vời. Cảm ơn ba mẹ. Con sẽ làm nhiều khoảnh khắc cho ba mẹ vui hơn. Khóc để biểu lộ cảm xúc niềm vui đó, không phải giọt nước mắt lúc nào cũng buồn đâu. Tôi tin rằng nó vẫn có giá trị nhất định của nó, và mong là những cái tín hiệu tích cực như vậy, chương trình muốn gửi đến dù nhỏ thôi ở những khoảnh khắc nhất định, vẫn mang cho chúng ta những sức mạnh nhất định để chúng ta bước vào năm mới với sự mạnh mẽ, niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị vì đã luôn yêu thương khoảnh khắc cuộc đời, đón nhận vào khung giờ quen thuộc 22:45 trên HTV9. Còn bây giờ chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình Khoảnh khắc cuộc đời với đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Hàng thực hiện với sự tài trợ của chuỗi nhà hàng ẩm thực Trần. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc qua số hotline. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.